phân công nhiệm vụ các đồng chí Bộ trưởng và Thứ trưởng trong Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, phụ trách chung toàn bộ, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo 896. Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, sinh năm 1962, quê quán Ninh Bình, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, phụ trách công tác tham mưu pháp chế, công tác xây dựng phong trào toàn quân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác thanh tra, kiểm tra Văn phòng Bộ Công an, Truyền thông Công an Nhân dân. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, cấp bậc Thượng tướng, sinh năm 1961, quê quán Đà Nẵng, chức vụ Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, phụ trách công tác y tế, kế hoạch tài chính, hậu cần kỹ thuật, trang bị và kho vận, quản lý xây dựng doanh trại, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác hiến máu tình nguyện của lực lượng Công an Nhân dân, công tác nghiệp vụ an ninh, trưởng ban chỉ đạo ứng phó với các biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trong Bộ Công an Nhân dân. Thứ trưởng Lương Tam Quang, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, phụ trách công tác an ninh chính trị nội bộ, công tác quản lý xuất nhập cảnh, an ninh nội địa, an ninh điều tra. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, quê quán Hưng Yên, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, phụ trách công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cảnh sát giao thông, phòng chống tội phạm về môi trường, khoa học hình sự, công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, công tác dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, sinh năm 1966, quê quán Thừa Thiên Huế, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Thi hành án Dân sự kiêm Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Tạm giam, Tạm giữ, phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chiến lược, lịch sử khoa học và công nghệ công an, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát cơ động, huấn luyện, công tác diễn tập các phương án phòng chống khủng bố, giải thoát con tin, công tác thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam, công tác trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Thứ trưởng Lê Tấn Tới, sinh năm 1969, quê quán tỉnh Cà Mau, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, phụ trách công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác đối ngoại, viễn thông, cơ yếu, công tác công nghệ thông tin, cảnh vệ, đối ngoại, tổ chức cán bộ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong lực lượng Công an Nhân dân, công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.